Rồi chị Hằng lưu ý nè, các anh chị cũng lưu ý nè, là khi chúng ta chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra, có nghĩa là chúng ta nói về những gì mà chúng ta biết, những gì mà chúng ta có bài học, chúng ta tâm đắc và chúng ta ngộ ra. Và lúc này á, các anh chị phải làm rất ngon cái việc là IBA. Còn mình mà còn dính lỗi IBA là coi như cái điểm của cái câu này là dính. Nên anh chị phải lưu ý. Phải rất ngon IBA. Bây giờ giả sử như cô Hằng bóc là câu 8 đi. Cô Hằng nói là rồi em muốn trình bày câu 8. Thì cô Hằng phải siêu ngon IBA. Sau đó mình lên ngữ điệu, lên giọng, xuống giọng. Và trình bày cảm xúc vô. Tại vì mình nói bài học cũng. Mình trình bày cảm xúc cho thiệt là ngon. Nha. Bây giờ mời cô Hằng đọc lại một lần nữa. Giống như mà đang trình bày một cái bài nói tiếng Việt. Thưa thầy, em có một cái bài học tâm đắc như thế này. Sống thuận quy luật và nguyên lý giống như sống thuận dòng. Đó, chị nói như tiếng Việt như vậy đó. Thì đấy mới là mình chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra. Bây giờ Hiếu mời cô Hằng đọc lại một lần nữa nhé. Dạ. Living by rules and principle is like living within boundaries. Rồi, bây giờ nha. Khi mà chị Hằng nghe được cái đề nghị của Hiếu và đọc bảo đó ngồi ra thì cách lần thứ hai của Hằng đọc của Hằng cảm thấy như thế nào? Lần thứ thứ hai là đọc đặt tâm hơn thầy ạ. Đà, đọc mà dụng tâm hơn nè, đọc hay hơn nè, thấy chưa? Nên Dạ. mình chỉ còn xây điều chỉnh cái tâm thế thôi. Đó, thì tự nhiên là mình đọc ngon hơn liền. Đó là thuận nguyên lý đó cả nhà. Đó là thuận nguyên lý đó. Thuận dòng đó. Cái quy định của dòng nước phải là như vậy. Mà mình cứ đi ngược lại à. Là coi như mình không ngon. Bây giờ Hiếu sẽ xây dựng để cô Hằng đọc ngon nhé. Cái chữ cuối cùng mà nãy giờ cô Hằng bị dừng lại miết á. Là cái chữ. Đây. Cô Hằng cứ bấm con chuột lên cái nha. Để chờ. Rồi, chữ này của Hằng đọc lại cho Hiếu nè. Đọc lại đi cô Hằng. Là boundaries. Đúng rồi, bây giờ mới là ngon nè. Bây Boundaries. giờ mới ngon nè. Hồi nãy cái đến đó là dừng lại là sao? Ở bên này nó rất là rõ nè. R-I-Z nè. Reese. Reese. Đó. Reese. Boundaries. 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 Cố gắng Boundaries. nha. Khi đọc từ tiếng Anh đó, thứ nhắc lại cho một số anh chị chưa có nghe. Khi nào cái một dấu nhấn nó phẩy lên trước thế này, thì cái âm đó đó sẽ đẩy lên dấu sắc. Đẩy lên dấu sắc rất cao. Còn những âm còn lại á, đẩy xuống dấu ngang hoặc dấu huyền. Ví dụ là Ta. boundaries. 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 Rồi các em đọc lại đi. Boundaries. Đúng rồi, đọc mạnh lên. Mình đọc một cách nó mạnh mẽ lên. Mình tự tin vô cùng lên. Đừng có đọc cái kiểu mà giống như em không biết nên em đọc nhẹ nhẹ gì thôi. Không. Mình tự tin luôn mà đang trình bày bài học tâm đắc ngộ ra chứ không còn học IBA nữa. Đọc mạnh mẽ lên. Boundaries. Boundaries. Đúng. Đẹp ghê chưa? Hãy tự tin mình đang học tiếng Anh và đọc chuẩn như vậy đó. Boundaries. Đọc lần nữa nè. Boundaries. Chuẩn. Đọc như vậy cho Hiếu nha. Giữ tâm thái như vậy. Rồi những cái chữ khác nè. Ví dụ như chữ đây nè. Rules. 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 Hiếu đang đọc để cô Hằng đọc lại đó cô Hằng. Rules, rules, rules. Đúng rồi. Bây giờ có chữ N nè. Chữ giờ sẽ đối với chữ N nè. Rusen. Rules. Đúng. Phải ngon như vậy ha. Rusen. Rules. 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 À, chữ giờ nói qua nha. Rusen. Rules. Rồi tiếp nè. Principle. Principle. Có chữ giờ nói qua chữ Y nè.
Principle says. Principle J. Chữ giờ giống như bên kia vậy, giống như chữ rèn vậy đó. Bên này là gì thôi. Z. Principle Z. Đúng rồi. Principle says. Chị cứ lặp lại nhiều lần Principle reason. nha. Principle says. Principle Z. Rồi. Mấy cái chỗ khác là ok nha. Chỗ này nè. Em hứa trả lời Trên. những em phân tích của em nhé. Bên. Phân sở thích của ai thì Bên với trên. Cô Hằng ơi. sở ai thích thì làm đối nhé. Nên sở thích của em. Dạ. Cô nghe được Như rõ. anh bảo em vừa là không. Cô nghe rõ âm thanh hiếu đọc không cô Hằng? Dạ, bây giờ em nghe rõ. Dạ. Nãy nó hơi bị nát một tí. Dạ. Within. Phía bên cô Hằng nó cái âm nó bị đứng hay sao ở nhà? Cả Bây giờ nhà em nghe rõ. có yếu Bây giờ không? em lại nghe rõ thầy rồi. Dạ. Dạ. Within. Was in Nghe nè. Cố gắng mình nghe mà thủ đắc âm thanh nha cả nhà. Âm thanh là một dạng thủ đắc và cái khái niệm thủ đắc ngôn ngữ nó with chuyển sang khái niệm của nhà mình là thủ đắc đó cả nhà. Đây là phương pháp thủ đắc đó, nghe âm thanh và lặp lại y chang. Within. within Đúng rồi, chị làm rất đúng ha. Mình cố gắng within nhìn chữ lại và nghe bằng âm thanh thì thủ đắc nó mới chuẩn. Bây giờ là đọc cùng Hiếu nào. Living by reason. Living by reason. Principles is like. Principle realized. Sau chữ G nó có một chữ Z nữa nha. Principles is like. Principle is like. Living within boundaries. Principles like. Chứ đọc sang nó khúc sau rồi đó mà âm thanh sao nó qua bên cô vẫn chưa có Living within boundaries. tới. Living within, nhấn within là nhấn âm thứ hai. Within Living boundary. within boundaries. Living within boundaries. Cô đọc là within, tức là nhấn âm thứ nhất rồi cô Hằng. Living Chữ quyết hạ xuống dấu nặng within. within border Không phải là within within mà là chữ the then. within within border within 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 boundaries. within border. Đọc lại cho nó đúng nè, không có đọc cái kiểu như hồi nãy nói là cái tâm thái sao rồi. Không có đọc cái kiểu như tâm kiểu lớp 1 được. Bây giờ mình đang trình bày bài học ta đắc ngộ ra rồi, tâm thái khác rồi. Boundaries. Boundary. Phải rất là ngon lành. Đã biết phát âm chuẩn thì tất cả âm thanh mình phát ra phải rất là chuẩn chỉnh. Không có thể mờ nhạt được. Không thể phát âm một tiếng Anh mờ nhạt được. Lại nè. Living by rules and nó cứ bị đứng phía bên cô Hằng nè. Bị mất mạng. Nghe lại nha. Mạng nhà mình nó yếu mà cứ đổ thừa nhà người ta. Rồi, cô Hằng chịu khó đọc lại giùm Hiếu nha. Dạ, em biết ơn thầy ạ. Ngày hôm qua Hiếu ngồi ở cái chỗ khác, hôm nay Hiếu ngồi chỗ khác nên là mạng nó yếu hơn chút. Nhưng Dạ. mà tâm thái mình ngon chắc mạng nó cũng sẽ ngon thôi. Rồi, cô Hằng đọc lại câu biếu nào. Living by rules and
Living by rule then. Principles is like. Principles is like. Sau chữ G nó có một chữ Z nữa. Đừng có bỏ. Bỏ là thầy cô nhận ra ngay à. Nếu nghe là hết thì bỏ đi. Principle these like Đúng. Living within boundaries. living within boundaries Nó đâu phải là chữ thiên đâu. within within Đúng rồi. Mình biết về tin là mình within cứ cố gắng nói chữ thiên boundaries này là bắt công phải dừng lại phải không? Tại nào? Một câu nó hoàn hảo nhưng mà nó bị một cái lỗi nhỏ như vậy á, là người ta sẽ nhận ra ngay là lỗi IBA mình chưa ngon. Rồi. Living by rules Living by rules and and principles is like. principle the like decline. Đọc đã đúng chưa? Chữ Y đã đúng cái chữ Z chưa? Principle the like Sau chữ G nó có một chữ Z đây nè. decline the Principle Z rồi mới like chứ. These lie. Principles is lie. Z. These Cái chữ đó bản chất nó là is. is Nhưng mà trước đó một cái chữ Z nữa thấy không? is Đây là hai chữ Z nè. that Z. 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 these Like. like Đọc sắc sảo lên. Living these within boundaries. live Living by rule and principles is like Tiếp đi. living within boundaries Within đúng hay sai? Đâu phải là chữ thiên đâu, mới nói xong. within Both of these. Cái chữ the này không phải là chữ thờ, đọc là the. The within Rồi bây giờ đọc mà lại một lần nữa là không có bị dắt nữa nè. living by those principles is like living within both of these. Rồi, đọc giống hồi nãy rồi đó, chứ trả lại hết rồi chứ không có giữ lại miếng nào cho mình ở trơn hết đó. Cho nhiều trả lại ở trơn à. Cố gắng là thuộc đắc và nhớ lại để mình lập cho nó đúng. Nếu mà rời chị ra nó chị đọc lại y chang như hồi nãy không khác gì ở trơn hết đó. Lại nè. Living by rules and Living rules and phải chữ n đấy không chị? Chữ n nè, đọc chữ g qua là by zen. rules Đúng rồi, nó phải nói rõ ra như vậy đó. and Living by rules Living by rules and and principles is like. Principles is like Living within boundaries. living within boundaries. Sao chỗ này đọc bị dính lại nữa rồi. Chữ này hồi nãy chị đọc rất ngon mà bây giờ sao lại rớt lại rồi. Đọc lại từ cuối coi. Boundaries. Boundaries. Nó là chữ R mà tại sao đọc thành thành chữ khác rồi? Boundaries. Chữ R trong tiếng Anh nó không phải là chữ R trong tiếng Việt, hai chữ này khác nhau. These are. Reese. Reese. Boundaries. Rồi, đây là một cái lỗi của giọng địa phương nha cả nhà. These. Boundary, r. Boundaries. Đúng rồi, boundary chứ phải Yeah. boundary đâu. Chữ này là chữ r nè. R. Reason. Đúng rồi. Rồi bây Yeah. giờ chị đọc luôn một câu nè, không dừng lại nè. Không có dừng cắt đôi nữa nè. Nghe đọc lại nè. Nghe cái đọc chị đọc lại nè. Chịu khó là thủ đắc âm thanh. Thủ đắc tức là mình nghe xong mình lặp lại y chang đó.
Living by rules and principles is like living within boundaries. Living by rules and principles like living within boundaries. Rồi bây giờ chị về chị tập thêm nhé, cố gắng tập thêm và tập Dạ. một cách nhuần nhuyễn. Hồi nãy giờ mình thủ đắc từng chữ rất là ngon, nhưng mà khi mà trả về cho chị á thì bắt đầu chị đọc lại theo cái kiểu ao nhà ao làng nữa rồi, nên là mình sẽ bị chính là cái này hoài. Cố gắng là thủ đắc nghe lại cái khúc mà Hiếu đang chỉnh với chị nè, để mình lặp lại đúng cái phần đó, mình ráp Dạ. từng khúc lại xong mình vô nguyên cái câu. Rồi cô Hằng Em chọn câu cảm thứ ơn hai đi ạ. thầy. Em chọn câu 30 thầy ạ. Rồi 30 đúng không? Cho chị kéo cái màn hình When nó qua đây một you chút. get rich, Chị kéo cái màn. when you get Rồi có hàng đọc đi ạ. À. rich, materially, financial problem disappear. This Đọc disappear. lại cho rõ lên. Dạ. Đọc tâm thái siêu ngon cho coi nè. When you get rich, materially, financial problems disappear. Rồi. Disappear. When you Yêu nhắc thêm chút xíu nhé, là cái file của Equip gửi cho mình đó là từ 1 đến 100 và mỗi slide đều có giọng đọc của AI sẵn rồi. Nếu mà anh chị luyện được thì cứ mở cái file đó lên ngồi nghe riết là nó sẽ quen. Phải lặp lại quen, nhưng mà AI thì nó không có ngồi chỉnh cho các anh chị được. Nên anh chị vào đây đi chỉnh cho anh chị. Chỉnh là về nhà phải thủ đắc cho nó xong. Bởi vì cái hai câu này mà làm không xong thì qua lúc một đoạn văn của cuốn sách là không thể làm được. Hết cái phần này chuyển qua đoạn văn liền cho các anh chị xem. Nha. Mình phải làm rất ngon cái phần này để mà dành thời lượng cho cái phần IBA. Rồi. Đọc câu Hiếu nha. Materially. materially, Nhắc lại. Nguyên tắc thủ đắc. Cô Hàng nghe nè. Cả nhà nghe nè. Nguyên tắc thủ đắc là gì? Thủ đắc là gì? Nghe 100% âm thanh thao lặp lại y chang như vậy, đó là thủ đắc. Nhưng mà khi mà đọc á, là các anh chị cứ nhìn vô cái chữ nè. Xong bắt đầu dùng cái lý trí của mình phân tích cái chữ nên đọc như thế nào. Cuối cùng là đọc sai. Bà hãy nhắc lại với anh chị, cái phương pháp thủ đắc trong nhà của mình á, nó xuất phát từ nguyên tắc thủ đắc ngôn ngữ. Đó, thủ đắc trong cái phương pháp mình thủ đắc này nọ đó, tụ chúng rồi này nọ đó. Thì phương pháp thủ đắc của mình đó, nó xuất phát từ cái phương pháp thủ đắc ngôn ngữ. Language acquisition. Đó, chính vì vậy mà nhắc lại thủ đắc là gì? Mình nghe cái âm thanh thiệt là trọn vẹn, sau đó mình phát lại y chang. Đừng dùng cái lý trí của mình phân tích cái chữ này m a ma đọc là ma tờ t đọc với t, và cuối cùng là mình phân tích cái kiểu đó mình đọc không có được, bởi vì bản chất là mình chưa có nhìn hiểu rõ cái IBA này. Đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu rõ, nên phải dùng thêm nguyên tắc thủ đắc nữa cộng với cái năng lực IBA nữa thì mình nói cho nó trọn vẹn. Nghe và lặp lại nè. Materially. Materially. Rất là ngon lành, thấy chưa? Tại sao đằng sau chữ lì cái chữ sờ là sau ra chị Hằng? Nó không hề cái chữ sờ mà chị phát âm chữ sờ đó. Lại nè, materially. Materially. Rất là chuẩn, chị thấy chưa? Thủ đắc rất ngon luôn. Còn nhìn vô cái chữ là phát âm ra sai liền. Lại nè, materially. Materially. Financial. 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 Financial Problems. problem Problems. problems Chuẩn. Thấy chưa? Chị thủ đắc rất ngon luôn. Disappear. reposter Nghe nghe. Disappear. disappear Disappear. disappear Thêm cao giọng giống như Hiếu đi.
Chứ đang chỉ cho anh chị cái cách đọc cho nó đúng nè. Không có đọc theo kiểu mình nữa. Bắt chước 100% cái âm điệu luôn. Lên xuống luôn. Disappear. Disappear. Đúng rồi. Bây giờ vô câu nè. When you get rich. When you get rich. When you get rich. When you get rich. Materially. Materially. Financial problems. Financial problem. Financial problems. Financial problem. Disappear. Disappear. Rồi bây giờ chịu khó nhìn xuống chút xíu một cái phần chữ để đảm bảo là mình nhớ rằng ông Hiếu ông thả chữ S nó vô, bởi vì trong cái chỗ đó có chữ S. 80% là nghe thủ đắc nhưng mà vẫn liếc cái chữ để mình nhớ rằng chỗ đó có một cái âm. Tại sao nó âm như vậy? Ví dụ như cho rich nè, nó có chữ chữ R nè. Rich. Hay là chỗ này problems. Problem. Mình phải liếc qua một chút nha. Bây giờ nhìn vô chữ Problem. Nè, bắt đầu công hiếu nè. Problems. When you get rich materially. When you get rich materially. Financial problems disappear. Financial problem disappear. Đúng rồi đó. Bây giờ đọc lại một xíu nữa cho nó ngon nè. Đọc xíu nữa, chú ý kỹ vô một chút xíu nữa là nó ngon. Còn đọc theo cái giọng địa phương mình là sẽ không bao giờ mà ra được. Nghe nè, đọc lại nha. When you get rich materially. When you get rich materially. Financial problems disappear. Financial problem disappear. Rồi, chỉ thiếu có một chút xíu thôi là chữ S này thôi nè. Yes. Đây, cái phương pháp học nó rất là dễ. Chị Hằng nghe problems. Mình biết chút xíu IBA. Bây giờ mình chịu khó mình nghe thủ đắc thêm chút xíu nữa và làm ngon. Rồi, bây giờ nhá, chị Hằng ngừng. Sau chị Hằng tập riêng hai cái câu này. Rồi Hiếu chỉnh sửa cho một số chị khác nữa. Thì lát nữa chị Hằng sẽ nhìn lại. Mình nghe lại cái đoạn clip này để mình tập thêm nha. Rồi, biết ơn cô Em Hằng. Biết em thầy nhiều ạ. Những anh chị khác, có anh chị nào đã chọn được hai bài tập của mình chưa ạ? Hai bài học của mình chưa ạ? Hiếu bờ, chị đọc Hiếu hỗ trợ anh chị sửa nè. Xong thì Hiếu qua bên cái phần IBA chứ. Vậy là bây giờ Hiếu share cái bài qua bên IBA nhé. Cái file IBA mới nhất là nó đã có giọng đọc của AI rồi nha cả nhà. File IBA mới nhất đã có giọng đọc của AI. Và Hiếu chưa có kịp chỉnh phông chữ lên. Vậy Hiếu mở cho cả nhà mình nghe nè. Đó. Nè, chị nhìn thấy không? Cái loa nằm kế bên đấy chưa? Bây giờ Hiếu mời anh chị đọc cái nghe đoạn đầu tiên nhé. Chữ nó rất nhỏ nè, chịu khó đọc nhìn nha. Chị nghe nha. Cultivate happiness. Master Life is one of the few books in the world that can give readers tangible guidance from the author, help readers clearly understand the principles, and provide readers with the keys and formulas for happiness. This book also helps readers have the right mindset for happiness. Cultivate Happiness, Master Life provides readers with beneficial source concepts, prime reference systems, and a set of codes to simply conquer full, abundant happiness. Rồi, anh chị nghe chưa? Đó. Nếu mà mình về mình luyện như thế này nè, đó. Bởi vì á, thầy sẽ bắt cho mình cultivate happiness. Master Life is one of the few books in the world. Thầy sẽ bắt cho mình một cái đoạn bất kỳ cả nhà nha. Một cái đoạn bất kỳ. Sau đó thầy mời mình đọc. Đây bây giờ đoạn 2 chẳng hạn đây nè. Cultivate Happiness. Đoạn 2. Master Life is the first book in the world to provide the information, energy and material of happiness. It helps readers know what happiness is,
Believe what happiness is, and understand what happiness is. The author has applied principles very skillfully, such as the principle of light. Instead of trying to remove the darkness from a dark room, which corresponds to trying to resolve problems that arise in life, the author has cleverly brought light into the dark room, helping readers simplify and stand above any arising problems. Cultivate happiness. Rồi, bây giờ mình nghe đoạn thứ ba nè. Mình nghe đoạn thứ ba, đoạn trên cùng nha. Sau đó Hiếu mời các anh chị đọc nha. Mình nghe đoạn thứ ba nha. Cultivate happiness. Master Life helps us fully comprehend what true happiness really is. This is a journey that takes readers from the deepest inner world to the realm of happy reality and instructs how to simply spread this knowledge. It also helps readers build harmonious relationships in the family, such as between husband and wife and between parents and children. Rồi, mình đọc luôn, mình nghe luôn cái đoạn tiếp theo luôn, xong cái mời luôn một lần nhé. Ba đoạn này luôn nè. Cultivate happiness. Master Life supports us in building an environment full of love and equipping our children with the foundational knowledge to conquer happiness in the future. Rồi, đoạn thứ ba nè. Through the clever creation of the context of a meeting between the girl and the wise man, cultivate happiness. Master Life gradually leads readers to conquer their own journey of searching for happiness. Đoạn cuối nha. Cultivate happiness. Master Life is the simple secret to help those who crave happiness and want to master their own lives. Rồi. Rồi bây giờ Hiếu mời các anh chị nha. Anh chị muốn đọc đoạn nào thì bấm cho anh chị đọc ạ. Anh chị nào đọc không ạ? À? Để chỉnh cho anh chị. Chứ còn máy đọc sẵn rồi, Hiếu đâu còn đọc nữa đâu. Hiếu hỗ trợ anh chị thôi. Dạ, cô Hạnh đúng không ạ? À? Hiếu mời cô Hạnh Trần đọc nha. Cô đọc đoạn... Em đọc đoạn trên ạ. À? Dạ, đọc đoạn trên. Dạ. Rồi, cô đọc đi cô Hạnh. Dạ. Wow. Cultivate happiness, master life, up fully comprehend what true happiness really is. This is a journey that takes readers from the deepest inner world to the world of happy reality. Thầy ơi, hơi mờ mờ, em hơi khó nhìn. Đúng rồi, cái file này nó rất là mờ luôn á. Bản thân Hiếu nhìn cho máy tính cũng mờ nữa. Chịu khó một chút nha. Dạ. To the world of popularity and instruct how to simply spread read knowledge. It also helps readers build harmonious relationships between husband and wife and between parents and children. Dạ, thầy ơi, em đọc xong cái đoạn trên rồi, em đọc tắt ạ. Dạ, mẹ. Em đừng. Các em chuyển qua cái 3G quá, em không có dùng wifi nữa. Chờ chút con chuyển qua 4G một cái.
Rồi, cho em phép xây dựng cho chị Hạnh. Chị Hạnh, thứ nhất là IBA của chị khá là tốt với chị Hạnh nha. IBA khá là tốt. Thứ nhất là cái file nó mờ như vậy mà chị vẫn đọc rất là trôi chảy. Đó là một cái điều rất là tốt. Vẫn vì cái file nó mờ nên là có một số chỗ thì nhìn chưa có rõ thôi. Có thể là như vậy. Nên Hiếu xin phép là Hiếu sẽ chỉ điểm lại mấy cái chỗ mà chị nhìn chưa rõ. Dạ. Đây, Hiếu lấy con chuột Hiếu mở lên nè. Rồi. Hồi nãy thì nó dính nhẹ một chút ngay cái chỗ nó phải Cha khác rồi thầy ơi, cái cha khác quản về ạ. nhìn sao nó ra cái trang này. Cultivate happiness. Đây, trang đây. Rồi, cái chỗ Yes. này nè. Reality. Reality. À, đúng rồi. Chữ A khẩu đầu 3 là reality. Reality. Rồi. A nè. Khẩu đầu 3 mở miệng nè. Rớt cái cầm xuống nè. Rồi A. À. Đúng rồi. À. Reality. 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 Rồi. Nó bẹt chút xíu. A nó hơi bẹt. Reality. 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 Art. Không. Bẹt. Bẹt cái miệng nè. A. À, à. Bẹt. Bẹt. Cho nó không có mở to À. như. A là thì. À là gì? Ví dụ như con mèo đây là cat. Ha. Cat. Ha. Bẹt bẹt cái miệng đó. Reality. Reality. Rồi, ok, cứ như vậy là cũng được rồi. Rồi cái chữ Reality. này nè, knowledge. 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 Chữ chờ đằng sau á chị, cái chữ chờ. Knowledge. Chữ chờ mạnh Knowledge. lên. Knowledge. À, chữ chờ nè, chữ chờ, chị nghe em đọc nè. Knowledge. Knowledge. Đúng rồi, chữ chờ mạnh lên, phóng chữ chờ mạnh ra, cái phụ âm nó ra. Knowledge. Knowledge. Chớm, rồi. Rồi, cái chữ này nè, hồi nãy nó hơi đứt mạng nên nghe chưa rõ. Harmonious. Monet. Có chữ ho đằng trước nè. Monet. Có chữ ha đằng trước thấy không? Ho nè. À. Đúng rồi, chữ ha nó nằm chung cái này đó, nó có dấu phẩy nè. Harmonious. Harmonious. Nears. Yes. Đúng rồi. Harmonious. Rồi, đọc giùm Hiếu cái tự chữ ông chồng cái nè. Husband. Đúng rồi, lưu ý chữ giờ nha. Họ. Husband. Rồi. Rồi, cái chữ family đọc thử nè. Family. Rồi. Chữ này chữ ơ đọc nhẹ thôi. Family. Family. Pháp Family. lý. Family. Rồi. Family. Từ nối qua such as. Subject. Rồi, such as. Cái chữ S nè. Subject. Đúng rồi, ok. Cái chỗ chữ này nha. Comprehend. Nhấn âm số âm 3 nè. Comprehend. 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 Đúng rồi. Nhắc lại âm nhấn á, thì âm nó cho nó lên dấu sắc. Còn những âm không nhấn cho nó xuống dấu huyền. Comprehend. 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 Đó, các anh chị lưu ý nha. Anh chị đọc là Comprehend. comprehend là nó nhấn hà cả dư âm có và âm hén trong đó rồi đó. Rồi. Comprehend. Rồi, chúc mừng cô Hạnh nha. Bây giờ cô Hạnh chịu khó là mình có cái file này chưa? Mình Dạ. phải kiếm được cái file này và mình bắt một cái trang nào bất kỳ cái mình tự mình tập đọc. Dạ. Tại vì đa phần á, là chúng ta thực tập những cái đầu trang trước. Nên Dạ. thầy sẽ không bao giờ cho mình coi những cái phần đầu trang. Thầy Dạ. bấm một xuống một cái trang 100 chẳng hạn, cái mình mở trang 100 cái mình ngồi mình đọc. Vâng. Giữa cuốn Dạ. sách thì mình có thể mình chưa có quen, ví dụ đọc chúng một cái câu chuyện gì đó hay là một cái nội dung nào đó thì mình phải thực tập liên tục như vậy thì mình mới có thể ngon lành được. Bản thân Hiếu cũng vậy thôi nè. Có những cái nào mà mới bất tình lình đó thì nhiều khi mình hơi khựng một chút, nhưng mà mình định tâm lại mình đọc từ 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 từ. Thì hồi nãy chị Hạnh đọc cũng hơi nhanh đó, Dạ. chậm một chút để mình kịp liếc cái từ kế bên Dạ. để mình nhận thấy cái ngữ âm nó tốt nha. Dạ. Rồi, biết ơn cô Hạnh nhé. Dạ, em biết ơn thầy. Dạ, bây giờ Hiếu mời cô Hằng Nga nha. Cô Nga đọc luôn đoạn này luôn ha. Dạ vâng, em biết ơn thầy. Dạ. Em đọc đoạn đoạn sau à thầy? Chị muốn đọc Vâng. đoạn nào cũng được, chị tùy chị ha, đoạn dài đoạn ngắn Vâng. cũng được.
Em đọc luôn đoạn sau. Yeah. Yes. Em xin phép đọc bài. Yeah. Cultivate happiness. Master life. Support us in building our environment. Environment full of love and depth in yes, equipping our children with the foundational knowledge to conquer happiness in the Rồi, bây giờ cô nghe future. cái phần ngữ phát âm IBA của cô thì về căn bản là đạt yêu cầu đó. Nếu Yes. mà nếu mà ngồi Yes. bàn giám khảo như cái đạt yêu cầu, và cái việc đạt yêu cầu mà nó bị xê dịch rất là dễ nếu mà tâm thái mình không có ngon. Vậy nên cái một số âm á là nó chưa có chuẩn, tức là khẩu độ cái miệng mình mở chưa có đủ tới. Cái thứ hai nữa là độ nhấn á, cái nhấn á, thứ nhất là sai nhấn, cái thứ hai là chưa có rõ. Bây giờ cô cố gắng thủ đắc lại cổ miếu nhá. Yes. Cultivate. Cultivate. Bait. Bait. Thì nhìn cái miệng cái hiếu này, có thể được liếc được cái miệng cái hiếu xíu. Bait. Bait. Nhắc lại giống như cô Hằng hồi nãy vậy đó. Cố gắng cái tâm thái của mình là cái tâm thái đọc chuẩn nước ngoài. Mình là người nước ngoài, đọc giống chuẩn nước ngoài. Và mình đọc sắc sảo lên, đừng có lo là ai sẽ nói mình trời ơi sao hôm nay đọc hay quá, người ta phải khen mình chứ nha. Yes. Cultivate Cultivate happiness, happiness. master life Master life helps us, have sex. lộn lộn support us Sponsors. đó, support cho nên thấy không ạ, support nè. Cố gắng mình liếc nhẹ xuống để xem thử là mình đọc đúng IBA không nhá. Support us. Sponsors. Bởi vì sao? Chữ sờ của S này nó nối qua nè. Success. Sus. Đó. Support us in building. Sponsors in voting Building. in building An environment. environment Thấy không? Chữ an cái N nối qua nè. An environment. environment Environment. environment Rồi đọc nhanh à. An environment. environment Nhắc lại là thủ đắc âm thanh là chính. Liếc con mắt nhẹ qua cái chữ IBA để biết rằng là mình đang đọc cái chữ nào thôi. Còn lại yes nhìn vô mà ngồi phân tích là lát nữa là coi như là đọc nó không có ra. An environment environment full of full of love love and equipping our children and equipping our children with the foundational, was the professional with the foundational what the foundational what the knowledge. foundational knowledge 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 to conquer happiness to conquer happiness in the future. in the future. À, thế nó ngon hơn khác luôn chị. Thủ đắc cái thế này rất là ngon nha. Chị về nhà, cái link này Hiếu sẽ gửi lại cho chị nghe trong cái group chung IBA đó. Thì chị nghe đúng cái đoạn mà Hiếu đang ngồi làm việc với chị nè. Thì cái thủ đắc đúng cái đoạn này là chị ngon. Cái đó chị nhìn qua, à, tại sao chị ta? Tại sao đọc là inner environment? Đúng nè. An environment. An environment full of love. Đầy tình yêu. Full of love. Đó. Đúng không ạ? Rất là dễ thôi. Nên là chịu khó mình thủ đắc thêm chút xíu nữa. Rồi. Em Hiếu biết mời. thầy. Dạ. Hiếu mời người tiếp theo nhé. Khác thì với thầy. Ai mà mã số 3773 vậy ta? Cái giơ tay nè.
À, thầy ơi, em ạ. Dạ. Em mời chị 3773. Chị muốn đọc đoạn nào? Đọc đoạn ngắn nhất ạ, cuối cùng ạ. Dạ, ngắn nhất cuối cùng đúng không? Dạ. Rồi em mời chị đọc ngắn nhất nha. Dạ. Dạ. Dạ, xin phép thầy được đọc Dạ. ạ. Cultivate happiness, master life is the simple secret to help those who crave happiness and want to master our lives. Rồi. IBA này á, là chưa ngon rồi. Bây giờ phải luyện nhiều nữa nha anh chị. Dạ. Bây giờ chị đọc theo cùng em nha. Thủ đắc là giống như em nha. Nguyên tắc thủ Dạ. đắc là nghe âm thanh là chính. Và lặp lại y chang cái âm thanh đó. Và con mắt mình vẫn liếc nhẹ xuống cái chữ. Nhưng không dùng cái lý trí để phân tích chữ nữa. Dạ. Chị liếc qua nhìn thấy à. Thì nó là cultivate happiness. Lại nè. Cultivate Cultivate happiness. happiness. Cái nợ của em nó có chữ sờ đó mà chị nghe không ra, chị không nhảy cái sờ ra cho em. Happiness. Đúng rồi. Một từ tiếng Anh là nó trọn vẹn từ đầu đến cuối. Mà mình thiếu một âm thôi là được xem là đọc không đúng. IBA nó là như vậy. Đừng có nghĩ là nó là từ, nó cái âm cuối thôi em bỏ cũng được. Không có. À, nó giống như tiếng Việt mà đọc không có dấu ạ. Phải Dạ, không bây thầy? giờ chị hỏi đó với tiếng Việt hay không thì nó không có giống đâu. À, mà nó là tiếng Anh và cái âm tiếng Việt mình nó không có một cái âm đuôi. Dạ. Nhưng mà tiếng Anh nó là có một cái âm đuôi. Ví dụ là happiness, nó có chữ sờ, happiness. Happiness. Chị bỏ cái sờ cái là coi như là chị rớt liền cái một cái từ đó trong nói gì hết trơn đó. Bởi vì chị đã không đúng IBA rồi. Mà kỳ thi này là thi IBA. Nha. Bây giờ chị nhắc lại Dạ. giùm em từng từ từng chữ một nhá. Đối với chị em sẽ đọc Dạ. từng chữ. Dạ. Cultivate. Cultivate. Em nhảy cái thời chị nghe không? Cultivate. Đúng rồi. Cultivate. Cultivate. Happiness. Happiness. Master life. Master life. Is the simple secret. Is a simple cut Secret. Secret. in the simple Secret. secret. Lưu ý nè. Khi chị nhìn thêm giùm em nè. Cái khái niệm đi, nhóm trọng âm. Ví dụ từ symbol đi. Thì nó có hai Simple. âm tiết. Và nó nhấn vào cái âm đầu tiên là xím. Mà khi Simple. nhấn á, cái âm đó phải đọc mạnh hơn, đọc cao giọng hơn là lên đến dấu sắc. Còn cái âm còn lại xuống dấu huyền. Xím bộ. Xím Simple, bộ. Tương simple, tự là secret. secret, Không thể đọc ngang được là secret được nha. Secret. yeah, secret, To help to have those, those those who crave happiness who crave happiness and want to master and want to master their own lives. their own lives. Trời ơi, em có một cái lời khen cho chị, ghi nhận cho chị là chị thủ đắc rất nhanh. Biết ơn Thủ thầy. đắc rất nhanh luôn, có nghĩa là em đọc dài như vậy mà chị đọc là được. Bây giờ em đọc lại với chị thêm một lần nữa cho ngon lành cái đoạn này nè. Khi mà chị có một cái hạt giống tốt như thế này rồi đó, thì bây giờ chị chỉ còn vun bồi chăm sóc nó thôi. Chị có hạt giống tốt nên chị đừng có phí nó. Bây giờ chị đọc xong với em xong nè, lát nữa hết cái giờ này chị ngồi chị đọc lại giùm em cái đoạn đó. Hoặc là em ghi âm xong em gửi lại cho chị để chị đọc lại nha. Cùng Dạ, em làm lần biết nữa ơn nè. thầy. Dạ. Cultivate happiness. Cultivate happiness. Master life Master life. is the simple Is a simple secret. secret. To have those who crave. To have those who grips.
Grief. Crave Crave. happiness Happiness. and want to master And want to master their own lives. our lives. Rồi, chữ D nè, chữ N, R nối qua đằng sau nè. Their own lives. Their own lives. Their lives. Chữ O này chị nhả nhẹ, chữ N giùm em nè, nghe giống em nè. Nghe thủ đắc lại nè. Their own lives. Their own lives. Đúng rồi, rất là ngon lành. Dạ, cho em được biết tên chị đi. Dạ, em tên là Lê Thị Thu Hà. Rồi, chị Lê Thu Hà ngày qua đọc rồi đúng không chị Hà? Dạ, cùng họ với thầy Hiếu. Dạ, chị Hà đọc rất là ngon á, thủ đắc rất là ngon nha. Nên là chị đừng có để mất cái điều này nha. Có một năng lực thủ đắc rất Dạ, là giữ nhanh. ạ, giữ hình à thầy. Dạ, Dạ, biết đây ơn. là cái khả năng cảm âm đó cả nhà. Mình cảm được Dạ, âm thanh và cảm mình ơn. nhả là được âm thanh, đó là thủ đắc âm thanh. Mình cứ bắt chước hoài là mình sẽ thành phủ mình. Dạ, chính xác đó chị Hà nha, em biết ơn chị Hà nhé. Dạ, biết Em ơn mời thầy. Biết cô Thu ơn Thủy thầy nè. chứa đựng. Dạ, em mời cô Thu Thủy. Cô Thu Thủy muốn đoạn nào hay muốn trang khác ạ? À? Dạ. Em đọc đoạn thứ ba đi thầy. Đoạn thứ ba chưa ai Rồi, đọc đoạn đúng số rồi. 3 luôn ha, đoạn số 3, rồi. Dạ. Total clever creation of the content cái chữ âm này là mình À, bỏ chi nó là cái cuối không context thầy? tờ. Vâng đấy ạ. Contest. Đợi chút em mở to. Contester. Contester. Đúng không thầy? Đúng rồi, em cứ đọc đi, Contester. lát nữa anh xây dựng sau. Dạ. Or a meeting. Meeting. Between. Between. The girl and the grind man. Cultivate happiness, master life, gradually, leisure to conquer their our journey of chasing for happiness. Rồi, à, biết ơn Thủy nè. Thủy đọc Em được những cái âm, những cái nguyên âm á, nó đơn giản, ok. Nhưng những dạ âm nguyên âm mà hơi lạ lạ một chút là em chưa có thấu suốt nha. dạ vâng ạ Bây giờ anh sẽ đọc cùng với em nè. dạ Chữ tờ và chữ ru nè. True, tương tự lại nhá, thủ đắc nha. True. True. The clever. The clever Creation. creation Chữ sinh mạnh nè, sinh dây nè, creation. creation Đúng rồi. Đọc sắc hơn nè, creation creation of the context. earth contest Đúng rồi, nó là context tờ, chữ sờ tờ nhẹ nhẹ nè. contest Đó. contest Đúng rồi, context contest 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 of the meeting. earth meeting Of the meeting. earth meeting Cái chữ vờ em đố vào chữ ơ, thấy không? và Of the meeting. earth meeting Between the girl. between the girl The girl. the À, nó chữ ơ và giả đạm chạm trên lời lên mũi nè, girl trên miệng nè. The the girl and the wise girl man.
Yes, the wise man. And the wise man. And the wise man. Cultivate happiness. Master life. Cultivate happiness, master life. Đọc lại giùm anh cái từ cultivate nè. Cultivate. Lưu ý là nó là chữ A, sắc bén lên, Hey. rõ ràng lên, không có vợt Yeah. vợt. Cultivate. Cultivate. Đúng rồi. Rồi, tiếp theo từ này nha. Gradually, gradually. Lưu ý từ này là thách thức một chút nè. Gradually. 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 Chuẩn. Nhấn âm đầu tiên. Gradually. Gradually. Chuẩn. Rất chuẩn nha. Thủ đất rất tốt nha. Gradually. Gradually. Chuẩn. Gradually. Chỗ chưa lì em đọc chậm xuống một chút. Bởi vì nhấn mạnh thằng grab. Mấy lần kia đọc nhẹ xuống. Gradually. Gradually. Chuẩn. Lead readers. It's the reader. Chữ lead kéo dài nè. Lead readers. Is greater To conquer to conquer their own journey. there are just me. Em cứ nghe đọc, anh đọc từ row, anh đọc, em chuyển qua em thành chữ ô mất tiêu rồi. Anh nói Đúng là thủ đắc, tức là bắt chước y chang mà. rồi. Their own The girl chose me. chữ r nè, nối qua chữ đây Then nè. Chữ r vẫn the nối qua đây nè. girl. Nghe lại nè. Then Their own journey. the girl chose Chữ R nó có chữ N đằng sau nè. Nhắc lại, nghe thủ đắc âm thanh là me. chính. Then Thủ đắc bằng âm thanh. Rồi nhìn liếc nhẹ vào thôi. Their own journey. Then the girl chose me. Journey. Then the girl chose Jenny. Journey. Jenny. Nghe bằng lỗ tai. Em đang dùng bằng Yeah. bằng lý trí miết à. Anh nhìn thấy là lý trí nè. Anh đọc chữ Nè. nì mà anh đọc thành chữ mì mà anh nghe anh biết ngay mà. Đi. Thì đọc Journey. lại thì. Journey. Đúng rồi, nó nghe cái nó ra liền đó chứ. Journey. 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 Their Jeroni. nghe Jeroni. their Jeroni. nè, cái chữ đây nè đọc là o n nè các bạn, chữ đây nè Owner. o n Jeroni. nè, chữ the nè, Jeroni. nó có chữ r nối qua là Jeroni. their Jeroni. own à, ý anh Jeroni. đọc chục lần như vậy mà nó qua bên em cái nó biến thành chữ khác à, đó là thủ đắc đó, mức độ thủ đắc hơn chúng ta đó nha. Jeroni. Đọc lại. Their own journey They're on training. of searching. Objecting. Searching. Chatting. Nghe. Searching. Chatting. Nghe bằng âm lỗ tai. Searching. Chatting. Em thấy chữ sờ chữ ơ đọc là sơ không? Chatting. Chữ sờ với chữ ơ đọc là sir. Và chữ sơ này là cong lưỡi. Bởi vì sơ hai chấm khẩu độ 3 cong lưỡi lên. Sir. Sir. Đúng rồi. Searching. Thirteen. Searching Thirteen. for happiness. For happiness. Rồi bây giờ đọc lại với anh một lần nữa nè. Anh đọc một khúc nó đoạn dài hơn nha. Through Yeah. clever creation. Through the creation. Không đúng rồi, không đoạn sau không đúng rồi thầy. Không đúng, nó hai nó Đúng chữ nào nó ra chữ đó đọc sao mà rồi. dính vô hai chữ ghép nhau Đúng lại lại nè. rồi. Through the clever creation. The clever Nè, clever. creation. Clever. Em nhìn nè, clever nè. Clever. Mở to cái khẩu miệng lên, anh thấy em nhét nhét cái miệng không à? Clever. 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 Clever.
Các bạn lưu ý nha, khi mình nhét cái miệng á, là cái chữ nó dính vào nhau thế này nè. Cuối cùng nó không có từ nào nó rõ hết trơn á Clever. đó. Lại nè, clever. Creation. 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 Sinh dậy lên. Creation Earth of the context. the contest. Nè anh nhìn nè, of nè, cái chữ v nè. Earth. Of. Nhắc lại không, anh nhắc lại cái nguyên tắc đọc IBA, đọc từ trái sang phải không bỏ âm nào hết, không bỏ bất cứ một âm nào hết, còn bỏ thì coi như là mình đã thiếu âm rồi, người ta đã phiên âm ra để cho mình đọc mà mình bỏ có nghĩa là mình đọc sai rồi nhá. Of the context. Of contest. Of a meeting Of meeting. between the girl, Between girl. The đừng có bỏ cái từ nào, anh đọc qua đây cái em bỏ mất cái chữ the của anh. Between the girl Between and the wise man. the girl and the wise man. Cultivate happiness, master Cultivate happiness, master life. life. Gradually, Gradually, list readers. list reader, Readers. readers, To conquer their own journey. to conquer your own journey. Đúng rồi. Of searching for happiness. Obsessing for happiness. Rồi, đọc là tạm hơn hồi nãy rồi đó. Bây giờ chỉ còn về thủ đắc âm thấy chưa? Nó vẫn là những cái âm căn bản thôi à. Vẫn là 20 âm nguyên âm căn bản. Nó có nhiêu đó thôi. Và thêm 24 âm phụ âm nữa là coi như là đọc ngon. Mời anh chị nào thêm ạ. À? Biên thầy. Có anh chị nào thêm đọc thêm không ạ? À? Có nhiều anh chị vô nghe thôi chứ chưa có thuận duyên mở máy, tại giờ này là nằm ở bên con mà mở gắn tai phone nghe. Thế Nên em thấy cô Nguyễn Hằng giơ tay với con Nguyễn Hằng cô dơ từ hồi sáng rồi nãy giờ đó. thầy. Nãy làm với cổ rồi đó, cô chưa hạ thôi. Bây giờ mời cô Thầy ơi, cho Sophia em đi. đọc thầy. Mời cô Sophia hàng đi xong rồi mời lại cái cô khác nhé. Thầy ơi, cho em đọc ạ. Thầy cô, thầy ơi, thôi em nhường cho các bạn các cô đọc trước ạ. Ủa bây giờ bạn 373 là bạn chị Hà này, Hà này đúng không? Hay là Hà khác? Dạ khác thế ạ. Sao Này. nhiều người để đặt tên cũng giống nhau nữa trời. Đó bạn Thấy, ơi. hồi nãy Chắc 373 thì này. tắt cam, Này, mà giọng khác. này wow, không có để ý cái phương tiện nữa thầy, xong tưởng đó là phương pass cuộc ấy, cái bộ 3773 ấy. Rồi bây giờ em đọc 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 đoạn nào? Dạ, cho em đọc đoạn đoạn 2 trở đi đi ạ. Đoạn 2 ha, đoạn 2 cho nó ngắn một chút nha. Để Dạ. chút mình kéo lên màn hình lên đây. Rồi, chịu khó nhìn cái màn hình nó hơi bị che một chút. Rồi, đoạn 2 bắt đầu từ đoạn đây nè. Cultivate happiness, master life, support. As in building in a right environment, building an environment full of love and equipping our children with the foundational knowledge to conquer happiness in the future. Rồi, em tên gì á em? Dạ vâng ạ. Em Vân đúng không? Vân có giọng rất là tốt ha, là IBA em rất là tốt. Anh có chỉ điểm để cho em điểm cao hơn nè. Em đọc như thế này á, thì anh nếu mà anh giám khảo anh ghi nhận em khoảng 7 điểm.
Dạ. Đó, còn nếu mà em muốn lên điểm 8 để mà em học cái lớp thêm thi vào trong cái lớp mà nội tâm tiếng Anh thì em phải nâng cao lên một chút. Ví dụ Dạ. như cái điểm nhấn á, thì phải nhấn rất là mạnh lên một chút. Cái thứ hai nữa Dạ. là đọc chậm một chút để cho các âm, cái khẩu độ mình đưa ra nó tròn. Anh lấy ví dụ, khi mà em mở khẩu độ nó ngắn á, thì em khép rất là nhanh. Hoặc là em đọc nhanh á, em sẽ không kịp mở được khẩu độ to được, bởi vì nó có ba khẩu độ âm nguyên âm lận, khẩu độ 1, khẩu độ 2, khẩu độ 3. Khẩu độ 3 thì mở miệng rất là to, thì nó chưa kịp mở ra to là em đã khép lại rồi, bởi vì em đọc quá nhanh. Anh lấy ví dụ Dạ. nhé, cultivate happiness, em thấy đọc rất chậm nha. Dạ. Mình chậm đó là gì, mình còn có thể liếc sang cái chữ tiếp theo đó là gì nha. Bây giờ Dạ. thách thức em bằng một cái đoạn khác, không đọc một cái đoạn đơn giản như thế này, bất tình lình, để có thử em đọc như thế nào nhé. Anh bấm xuống nè, chờ anh chút nha. Cultivate happiness. Rồi bây giờ anh sẽ mời em đọc nửa cái đoạn trên này nè. Rồi em đọc đi, em đọc từ chỗ đó cho đến cái chỗ này chẳng hạn đi. Rồi em đọc đi. Yeah. First, I sincerely thank teacher Trần Thanh Toàn, founder of Quick Training Organization, where he bring the Vietnamese intellectual education for transcendence to the world. He helped people elevate inner awareness and wisdom and guides them to following me. Fully mature to the seven holistic well holistic 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 wealth well wealth rich rich reaching rich in wisdom rich in mentality. Rồi tạm dừng ở đây đi, em nhìn thấy chưa? Sang một cái đoạn nó thách thức hơn, bởi vì em không biết là thầy sẽ cho em nghe cái đoạn nào. Hồi nãy giờ dù sao chăng nữa anh cũng dừng ở slide đó nó nhiều hơn, em cũng lướt qua một vài lần rồi. Bây giờ nó vô một cái đoạn bất thình lình này á, là coi như là em sẽ bị thách thức một chút xíu. Chính vì Dạ. vậy em đọc nhanh là em chết liền. Cái tư nổ mở thì lúc Đúng. đó đọc nhanh Chính vì đọc không vậy phải đọc chậm. Phải đọc được. chậm. Mình mở khẩu độ to lên để mình chậm, mình còn liếc sang cái từ kế bên. Mình coi nó nhấn chỗ nào nữa. Bây giờ anh đọc thử lại cái đoạn này cho em nè, đọc chậm nè, ngon lành nè. Dạ. First, I sincerely thank teacher Trần Thanh Toàn, founder of Weight Training Organization, where he brings the Vietnamese intellectual education for transcendence to the world. He helps people elevate inner awareness and wisdom and guides them to fully mature to the seven holistic wealths, rich in wisdom, rich in mentality, rich in personality, rich in virtue, rich in capability, rich in physics, and rich in material.
Đấy chưa? Em đọc Dạ. chậm thì em có con mắt em liếc sang bên kia được. Em coi nó nhấn chỗ nào, cái chữ nó làm sao. Còn đọc nhanh là coi như em cái cắm vô cái chữ trước mặt thôi, em không nhìn bên chữ bên phải được. Và khi em đọc cày giật như vậy á là em rớt điểm IBA liền Dạ. đó nha. Rồi cũng tương tự như vậy, bây giờ Hiếu mời các anh chị khác cũng thách thức mình ở cái đoạn mới này. Ai đọc đây? Cô ngang nha. À, cô Hằng đi ha. Rồi cô Hằng lên đi. Mời cô Hằng đọc cái đoạn này nha. Dạ vâng ạ. Đang ngủ gật thầy ạ. Vâng ạ, à, đọc cái này là hết ngủ nè. Faster, I Ủa, sincerely. cô Hằng, cô Nguyễn Hằng hay là cô Hằng và Sophia? Nhà mình hai ba Hằng lận. Rồi, cô Nguyễn Hằng đọc đi. Cô Nguyễn Hằng đọc trước đi ạ. Dạ. Thế chị Hằng đưa tay rồi thì À em mời không, chị Hằng thôi lại. em đọc đi, em đọc đi. Thấy em đang ngủ giọt, em đọc cho nó tỉnh. Em ngủ gật. Faster. I sincerely thank teacher Trần Thanh Toàn, founder of With Training, organization where he bring the Vietnamese intellectual education for transcendent to their world. Rồi He. dần cô Hằng, bây giờ Hiếu sẽ dần cô Dạ. Hằng nè. Cô Hằng đang đọc các từ mà không có nhấn gì hết trơn hết đó, đó. Dạ. Cô không nhìn thấy được cái chỗ này nó đang nhấn hay sao? Thì biết nó nhấn chỗ nào không? Nhưng mà trọng vào từ đầu tiên ạ. Tiếng đầu tiên ạ. Rồi đầu tiên là sai rồi đó. Cái từ sincerely, đây là một từ. Sincerely là bốn âm. Sear là ba âm đó. Sear. Thì nó giống ngay cái sear. Với cô Nguyễn Hằng là âm nào cũng giống như nhau. Là coi như là âm nào mà hai âm nhóm mà cô đọc nhầm là coi như là bị rớt cái điểm đó rồi. Phải nhấn dấu sắc nó lên, hồi nãy Hiếu nhắc bao nhiêu lần rồi. Đã nhấn trọng âm cho nó lên dấu sắc. Sincerely. Sincerely. Và từ nào nó ra từ đó, chứ không phải từ nào cũng nó cũng đều 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 ra nhau được. First, I sincerely thank. First. Chứ đó là I first, I sincerely thank teacher Trần Thanh Toàn founder, không có founder, founder Founder. training teacher training organization Organization. organization. Thế nào, nó có nhấn không? Không nhấn Có. là có ra IBA nữa. Organization. Rồi chỗ này cũng vậy nè. Vietnamese, người Việt Vietnamese. Nam nè. Vietnamese. Intellectual. 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 Education. 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 Transcendence. Transcendent. Transcendence. Triết lý vô tận gốc này cả nhà. Transcendent. Cái cụm từ quan trọng như thế này, triết lý vô tận gốc đây. Transcendent. Transcendence. Đó, thấy chưa? Nên đó là cô Hằng hết sức lưu ý là âm đó có dấu nhấn mà mình không đọc thì coi như cái từ đó vứt. Cái từ đó không được tính điểm. Bởi vì mình đọc không có được. Phải có dấu nhấn thì nó ra được một cái từ. Nha, bây giờ cô Nguyễn Hằng nghe thủ đắc thêm chỗ cô Sophia nhé. Mời cô Dạ, Sophia và em cô biết Hằng đi ạ. anh. Thầy ơi, đọc từ đâu à thầy? Dạ, chị đọc khúc nào cũng được, tùy chị. Thấy ngon vậy.
Em đọc đoạn đầu luôn ạ. Dạ. Đoạn. Và em xin phép ạ. First, I sincerely thank teacher Trần Thanh Toàn, founder of WIT Training Organization, where he brings the Vietnamese intellectual education for transcendence to the world. He helps people elevate inner awareness and wisdom and guides them to fully mature to the seven holistic worlds, rich in wisdom, rich in mentality, rich in personality, rich in virtue, rich in capability, rich in physique, and rich in material. He also brings people the energy of inner peace, compassion, and gratitude, making people's lives simpler, more cheerful, more trusting, and lighter. He gave me the motivation and belief to write this book. I am grateful the teacher for accepting to be co-author while allowing me to spread this knowledge to readers and help re readers conquer a fulfilled and happy life. Ngon quá, đọc một đoạn dài công nhận thì phải chứ. Vâng, vấn vấp thầy ạ, nhưng mà không sao, em biết ơn thầy Dạ. lắm. Mỗi ngày em cố nỗ lực một chút ạ. Vâng. Dạ, bây giờ Hiếu chỉ điểm cho cô một vài cái chỗ Sophia nhé. Vâng. À, về về IBA á thì vì cái đoạn này nó cũng khá mới nên là nó có chệch gọt một chút xíu thì nó không có nghiêm trọng lắm. Cái điểm của cô cần mà có thể mình rèn luyện thêm á là mình mở khẩu thôi. Cái mở khẩu nó rất là quan trọng, mở khẩu to lên một chút nữa là cái chữ tự nhiên nó tròn, nó giống như là người bản địa. Và cái lấy ví dụ một số chỗ nè, ví dụ một số chỗ nha, Vâng. đọc giùm Hiếu cái chữ này đi. Dạ. Education. Nè, mình nhìn thông tin Anh chỗ này nó là edu đó. Edu. Edu, Chỗ này. edu, edu, Edu. education, u edu. Edu. Education. À, nó là chữ chờ nha, chữ chờ, chữ. To education. Education. Mình thường Education. thường thường mình đọc là edu đúng không ạ? Vâng ạ. Đọc edu nè. Nó phiên âm Edu. đây là education. Education. Lưu ý chữ chờ nè. Chờ. Chờ. Rồi, Ông chữ Trăng. này các bạn, chữ này là chữ chờ. Chờ. Intellectual. Intellectual. Đó, nó khác khác không? Intellectual. Rồi. Tương tự chỗ này cũng vậy. Mature. Mature. Chờ. Chờ giống chờ này. Mature. Vâng. Chua. Mature. Đúng rồi. Chỗ này. Personality. Personality. Đúng rồi. Capability. Rồi. Capability. Rồi, tương tự chỗ này. Mentality. Mentality. Đấy. Đó là những cái âm đó, chỉ còn làm tròn lên một chút nữa là ngon thôi. Compassion. Mentality, compassion, Gratitude. gratitude, Ừ. Rồi.
Chỗ này thì ngon rồi. Chỗ này nhóm lại xíu nữa thôi. Motivation. Motivation. Rồi. Grateful. 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 À, không có còn phải nhấn lên quá cao đâu ha. Grateful. À, grateful, Rồi. grateful, 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 Dạ. Chữ cuối cùng là. grateful, fulfilled, À, fulfilled. fulfilled, Có chữ đờ nhẹ nha. Fulfilled. fulfilled, Đó. fulfilled. Rồi là rất là ngon rồi đó. Em thấy thì đọc rất là ngon đó. Đọc trôi chảy. À, với những cái âm dài như vậy ấy, thì mình phải chậm một chút để mình nhận diện cái âm, ví dụ như là education, để nó lạ hơn một chút đó nha. Dạ. Biết À, ơn may đạt được cô thầy Hà sửa cho nha. thì tốt. Dạ. Và biết ơn thầy lắm ạ. Dạ. Rồi bây giờ là 11:20 rồi, quá giờ cô có nhà rồi. Cả nhà mình qua ngày hôm nay cả nhà có bài học gì cho mình không? Mỗi ngày là thấy mình tự tin hơn đấy thầy. Tâm đắc ngộ ra. Giác ngộ ạ. Biết ơn thầy Hiếu rất nhiều. Chúng em đã mạnh dạn rồi. Giác ngộ. Thầy, bắt đầu. Khuyên thầy. Tức là mình đọc, mình dừng đọc chậm lại, dừng để mình nhìn chữ tiếp theo ấy. Thầy hôm nay là có cái bài học đấy, để hôm nay học được cái Thầy đấy. ơi, như Ôi, là thầy đọc được tiếng dạy Việt rồi ý. mình không có chịu để ý hết chứ. Thầy ơi, như là đọc tiếng Việt là rắn là loài bò sát không chân ý. Bây giờ chúng em cũng biết cách ngừng nghỉ rồi. Dạ Dạ, biết ơn thầy. nên đó là cô Hồng Nga nhắc lại ha, là mình mở khẩu to để cho nó chậm lại, và mình giữ một cái tốc độ nó chậm vừa phải. Mình nhìn ở bên này mình chuẩn rồi đúng không, mình liếc nhẹ cái mắt qua bên kia để mình thấy cái âm đó là âm tiếp theo, nó có mấy âm âm nó nhấn cho âm nào, để mình chuẩn bị trước một cái tâm thế mình nhảy qua. Bởi vì cái âm trước mắt mình đã ổn rồi mình, nhưng mà đọc chậm lại để mình làm cho cái chữ cho nó ngon, mà con mắt mình đá nhẹ qua bên kia. Thầy ơi, Đấy. em thấy có bài học là đúng là đọc chậm ấy. À, mình vừa liếc sang chữ bên cạnh và mình phán đoán được từ đấy. Mình đọc cái từ sau lại ngon hơn đấy này. Biết Dạ ơn đúng thầy rồi đó nhiều chị, ạ. đúng Dạ. rồi chị Hạnh, nên mình phải tập như vậy. Thêm nữa là cái tâm thái của mình á, mình hơi lo lắng, mình vội một chút xíu thôi là từ nó bị giật cục nó dính 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 lại liền à. Cứ hít thở thoải mái, giống như mình thi cá nhân gì đó, mình quản trị cái tâm thức mình cho nó ngon, vô tâm thái thì là ngon, mà đọc từ tốn thì nó sẽ ngon hơn là nếu mà mình cái tâm thái mình vội vã. Rồi. Ngày mai Thuận Duyên thì cả nhà mình đi tiếp buổi trưa với Hiếu nha. Yes, em biết ơn Rồi. thầy, biết ơn cả Giờ cả nhà. nhà nha, Hiếu sẽ ghi âm cái đoạn này Dạ. lại và gửi lại cho cả nhà mình trong những cái nhóm chung. Dạ. Dạ, biết ơn thầy Hiếu Dạ, lắm xin chào cả lắm. nhà mình, ngủ Em ngon biết ạ. ơn thầy, em biết ơn Dạ, cô chào thầy. Thủy.